Yo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Ngày hôm nay, đến hẹn lại lên, chúng ta lại tiếp tục có được những cái sự thay đổi vô cùng thú vị ở trong máy chủ thử nghiệm với những cái vị tướng chưa được cho ra mắt, cũng như là những cái vị tướng đã được cho ra mắt rồi. Và ở trong cái bản cập nhật lần này này, sẽ có những thứ lần đầu mới có trong Mobile Legends và được mang đến cho chúng ta đấy. Anh em nghe vậy là đã đủ thấy thú vị chưa ạ? Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu thôi. Let's get it. Ok, thì ở trong cái bản cập nhật lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thay đổi về tướng là chủ yếu. Đầu tiên sẽ là đấu sĩ Argus mới được làm lại. Muntu nhận thấy con Argus này mới được làm lại, nội tại của nó là hơi bá. Khả năng kích nội tại của Argus là quá nhanh, dẫn đến việc cái vị tướng này nó quá khỏe. Cho nên Muntu đã giảm sức mạnh của nội tại Argus đi một chút xíu, đồng thời tăng sức mạnh ở các kỹ năng khác. Cụ thể sẽ là như sau. Nội tại của Argus sẽ có thêm cái hiệu ứng mới, hồi lại khoảng 30% tổng sát thương vật lý cho mỗi đòn đánh được cường hóa và quy đổi nó thành máu. Tức là bây giờ ba cú chém được cường hóa của Argus sẽ đều được hồi lại máu. Đòn đánh cơ bản được cường hóa của Argus giờ đây thì chỉ có thể kích hoạt được 50% hiệu ứng nội tại của trang bị kiếm diệt quỷ mà thôi. Và cuối cùng, đó là thanh nội năng của Argus giờ đây sẽ cần nhiều thời gian hơn để mà có thể trạc đầy, có thể hồi phục lại đầy anh em ạ, và kích hoạt được những cái đòn đánh được cường hóa. Ở kỹ năng thứ hai của Argus, lượng máu thiêu đốt kẻ địch sẽ tăng thêm sát thương mỗi lần gây ra từ 10% lên thành 20%. Tuy nhiên, chiêu cuối của Argus, quỷ dữ bất diệt, đã bị tăng nhẹ thời gian hồi chiêu ở giai đoạn cuối game. Từ 80 đến 50 giây thì giờ chỉ còn là 80-60 giây mà thôi, tức là tăng thêm 10 giây thời gian hồi chiêu ở giai đoạn cuối game khi mà cái kỹ năng này được tăng max. Và có một cái thay đổi nữa đến từ Argus, đó là tối ưu hóa lại cái set trang bị đề xuất của cái vị tướng đấu sĩ này. Đối với đấu sĩ Paquito thì giờ đây đấu sĩ này chỉ có thể nhận được cái stack cộng dồn khi mà Paquito gây sát thương lên bất kỳ mục tiêu nào mà trúng á với bộ kỹ năng của anh ta. Tức là giờ đây chúng ta khi mà sử dụng cái vị tướng Paquito này ở trong máy chủ thử nghiệm ý, mà tung chiêu linh ta linh tinh thì cũng không có được cái stack cộng dồn để mà cường hóa skill lên đâu anh em ạ. Và chiêu thứ hai của Paquito sẽ tăng rộng phạm vi thi triển, nhưng mà giờ con Paquito này nó bá vãi nồi anh em ạ. Bá như thế nào thì hãy cùng đón xem video clip của Mỡ. Mỡ sẽ làm lại về cái vị tướng Paquito này ha. Wow, một cái tin rất là tuyệt vời ở vị tướng đấu sĩ Alpha. Alpha đã được bắp. Theo như Muntun chia sẻ, Alpha vẫn đang khá là lận đận, trải qua nhiều phiên bản được điều chỉnh sức mạnh trước đó. Và từ quá trình quan sát, Muntun quyết định sẽ giảm toàn bộ thời gian hồi chiêu của cả ba kỹ năng của Alpha, đồng thời sẽ tăng sức mạnh của anh ta bằng cách giúp cho nội tại gây sát thương chuẩn của Alpha được kích thường xuyên hơn. Dĩ nhiên, để duy trì sự cân bằng trong game, chúng tôi cũng sẽ làm yếu đi hiệu ứng của các kỹ năng Alpha rồi. Và sau đây sẽ là những cái nội dung cụ thể. Nội tại của Alpha thì sẽ có thêm hiệu ứng mới anh em nha. Nếu tiếp tục tấn công thì mục tiêu bị tấn công bởi Alpha sẽ bị làm chậm đi 90% trong vòng 0,2 giây. Chiêu thứ nhất của Alpha sẽ giảm sát thương ở cú chém đầu đi 10 sát thương, từ 210, 310 giờ thành 200 đến 300 mà thôi. Tiếp tục giảm sát thương cú chém tiếp theo của Beta đi từ 90, 165 thành 100 và 150. Nhưng đồng thời, cố định thời gian hồi chiêu của chiêu 1 xuống chỉ còn 4 giây ở mọi level. Mana tiêu tốn của chiêu 1 giảm xuống còn 50 mana. Chiêu thứ hai của Alpha tăng sát thương cơ bản từ 160, 460 lên thành 250 và 400. Tức là Alpha sử dụng cái kỹ năng thứ hai này, nó sẽ đầu game mạnh lên khá là nhiều, cuối game thì hơi yếu đi chút xíu. Tổng sát thương vật lý cộng thêm sẽ giảm khá nhiều, từ 170% xuống chỉ còn đó là 100% mà thôi. Sát thương thêm cơ bản của Beta sẽ là từ 90-165 thành 75-120. Cùng với đó, giảm khả năng hồi máu của chiêu này đi từ 150 đến 300 thành 125 đến 200. Lượng hồi máu cộng thêm cũng sẽ được đổi cơ chế, tức là trước đây là 40% hồi máu theo phép thuật thì giờ sẽ thành 20% hồi máu theo sát thương vật lý cộng thêm. Và cuối cùng, dĩ nhiên là giảm mạnh thời gian hồi chiêu của kỹ năng này, từ 6 giây thì giờ sẽ là từ 6 cho đến 4 giây. Chiêu cuối của Alpha cũng sẽ giảm mạnh thời gian hồi chiêu, từ 24-20 xuống chỉ còn là 20 và 12 giây mà thôi. Thời gian choáng của cái kỹ năng này cũng sẽ giảm nhẹ, từ 1,3 giây xuống chỉ còn là 1 giây. Đối với pháp sư Hurley, Muntun phải thừa nhận rằng là Hurley thực sự rất ít khi được xuất hiện ở thời điểm hiện tại trong những trận đấu rank cao của Mobile Legends. Do đó, Muntun đã quyết định giảm thời gian hồi chiêu của chiêu thứ nhất lá bài mưu mẹo và bổ sung thêm một cái hiệu ứng mới đến từ cái nội tại của Hurley để có thể tăng lượng sát thương của anh ta khi mà trong lúc chiêu cuối đang trong trạng thái hồi.
Cùng với đó, Moon Tun quyết định cũng sẽ tăng nhẹ thời gian hồi chiêu của chiêu cuối của Hurley để có thể cân bằng khả năng tấn công của anh ta khi mà sát thương trước đó đã được cường hóa rồi. Cụ thể là Hurley sẽ có hiệu ứng nội tại mới là như sau. Mỗi đòn đánh của Hurley sẽ giảm khả năng kháng phép của kẻ địch đi 4 điểm trong 3 giây, cộng dồn lên tới 10 stack anh em ạ. Tức là khi mà Hurley tích đủ 10 cái stack cộng dồn đến từ nội tại thì Hurley có thể giảm tới 40 điểm kháng phép. Chiêu 1 của Hurley này, lá bài mưu mẹo sẽ được giảm thời gian hồi chiêu đi 1 giây, từ 7 giây xuống chỉ còn là 6 giây. Và chiêu cuối của Hurley, tăng nhẹ thời gian hồi chiêu từ 32-24 lên thành 36 và 30 giây. Cùng với đó, sửa lỗi sát thương của chiêu 1 bị giảm nhẹ trong quá trình sử dụng chiêu cuối của cái vị tướng pháp sư này. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ đến với Camilla. Theo nhận định của Moon Tun, tầm thi triển của chiêu cuối Camilla đang là rất khó sử dụng để mà có thể tấn công kẻ địch và lượng sát thương chuyển đổi không thể được tối ưu hóa sau khi kỹ năng 2 của Camilla được sử dụng. Vì lý do đó, chúng tôi đã điều chỉnh lại chiêu cuối của Camilla dựa trên phản hồi của người chơi. Theo vào đó, chúng tôi cũng điều chỉnh tầm thi triển kỹ năng của Camilla để cường hóa sức mạnh của cô ta thêm ở trong những cái pha giao tranh cận chiến. Cụ thể ở đây với chiêu thứ hai, tầm thi triển của Camilla sẽ bị giảm đi 50%, tức là giảm đi một nửa. Và ở chiêu cuối, tầm thi triển sẽ được tăng thêm 10%. Và còn một cái rất quan trọng ở đây, đó là cách sử dụng cái chiêu cuối này sẽ được đổi từ định hướng sang thành chọn mục tiêu. Giờ chiêu cuối của Camilla sẽ dễ sử dụng hơn rất là nhiều anh em ạ. Và cái skill đặc biệt giữa Camilla cùng với đó là Sicilian cũng sẽ được điều chỉnh. Cụ thể ở đây đó là giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng này đi phân nửa luôn, từ 45 giây xuống chỉ còn là 20 giây như bây giờ mà thôi. Và sát thương cùng với đó là giáp đến từ cái chiêu cuối này cũng được giảm đi phân nửa, bởi vì thời gian hồi chiêu bị giảm đi phân nửa mà. Đó, từ 400 cộng với 40 nhân level thành 200 cộng với 20 nhân với level của hai vị tướng này. Hiệu ứng làm chậm cũng sẽ bị giảm đi một nửa luôn, từ 60% xuống chỉ còn đó là 30% mà thôi. Vị tướng áp cho mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây được làm lại trong danh sách này, đó chính là Beleric. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn tanker chỉ có thể đảo đường hỗ trợ đồng đội của họ. Nhưng với tanker thì Moon Tun cho rằng họ xứng đáng có một cái lối chơi linh hoạt hơn, thậm chí là có thể chơi được ở lane EXP hoặc là đi rừng cũng có thể là khả dĩ để mà đa dạng hóa chiến thuật trong nhiều đội hình. Cho nên lần này, Moon Tun sẽ tiếp tục điều chỉnh theo như những gì Moon Tun đã làm đối với các tướng tanker ở giai đoạn giữa năm 2020, để mà từ đó tiếp tục khiến cho Beleric có thể nhận được nhiều lợi ích hơn đến từ trang bị đồ. Moon Tun sẽ tiếp tục quan sát, cho nên anh em nào thấy những cái điều chỉnh này nó bị quá sức mạnh á, kiểu OP quá thì cũng đừng lo, mà thấy yếu quá thì cũng đừng chê vội nha. Đầu tiên này, chỉ số của Beric sẽ bị giảm ở khả năng tăng trưởng máu, từ 245 xuống chỉ còn là 205 mà thôi. Chiêu thứ nhất của Beric sẽ tăng sát thương lên lính từ 50% lên thành 80%. Và nội tại của Beric mới thú vị này. Lượng máu thụ hưởng đến từ trang bị sẽ được tăng từ 15% lên thành 50%, tức là tăng thêm 35% khả năng thụ hưởng máu đến từ trang bị. Sát thương phản lại cũng sẽ được tăng từ 120 đến 260, cộng với 0,8% máu tối đa sẽ được điều chỉnh thành từ 100 đến 170, cộng với 2% máu tối đa. Và cuối cùng, đó là đòn Barrage bị giảm sức mạnh anh em ạ. Moon Tun muốn những cái vị tướng đối đầu với Barrage sẽ có thêm thời gian để mà né hiệu ứng khống chế đến từ cái chiêu cuối của cái vị tướng này. Cho nên thời gian thi triển Ultimate của Barrage sẽ bị tăng lên đến 60% luôn. Và cuối cùng của cuối cùng nhưng cực hot, đó là Moon Tun đã thêm cơ chế theo dõi kỹ năng tầm xa được bổ sung thêm vào Mobile Legends. Chúng ta chỉ cần ấn và giữ kỹ năng để camera của chúng ta có thể theo dõi kỹ năng đó được bay ra. Thì ở thời điểm hiện tại, tính năng này chỉ có ở 3 vị tướng, đó là Alice, Moskov và Selena mà thôi. Wow, quá nhiều nội dung thú vị đúng không ạ? Chúng ta có được những cái vị tướng vốn đã lâu lắm rồi. Nay được sở đến, đó là Hurley này, đó là Alpha này, và cùng với đó là Camilla cũng được làm lại. Và rất nhiều những cái thay đổi ở những cái vị tướng chưa được cho ra mắt, đó là Paquito, Argus. Quan trọng nhất là một cái cơ chế mà giúp chúng ta có thể theo dõi kỹ năng của chúng ta có được tung ra trúng hay chưa, đỡ phải kéo thả minimap. Đó, trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà anh em cần phải quan tâm ở trong cái bản cập nhật được ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm. Và không biết rằng anh em thú vị với những cái nội dung nào, đừng quên để lại cho mỡ một like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye. Crashing down all around this
empty town, searching for the lost and found.